Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục series đập đồ nhá. Hôm nay thì nó vừa ra cái con siêu xe Koenigsegg mới. Thì Koenigsegg thì mình đã có rồi đúng không? Thì đáng nhẽ là mình sẽ không đập nữa, nhưng mà thấy nó vẫn lạ lạ. Thế là hôm nay tôi vẫn quyết tâm là vào đập thấy con một vé nha bạn. Mình thấy con một vé khá là ok. Đâu rồi? Đổi này. Tôi thấy ở hai con một vé này chắc là con màu xanh đẹp hơn đi nha bạn ạ. Chắc là tôi sẽ quay lấy màu xanh đi. Còn con ba vé này thì nhiều quá. Koenigsegg tôi có rồi. Đây này, tôi có con cầu vòng 4 chỗ này, cộng với con 2 chỗ cũng là 4 mắc vé này, cầu vòng này. Thì thực ra thì tôi đã có combo rồi, bây giờ lấy thêm một con nữa thôi cho đủ bộ sưu tập, gọi là xe nào cũng có đấy, kiểu vậy. Thì mấy con cao nhất này thì bình thường nó sẽ có gọi là thông báo diệt này, thính đảo hồi sinh này, rồi thính thả dù này. Khi mà các bạn thả dù xuống thì nó sẽ có con xe bay bay, nhìn nó rất là độc lạ. Ok, thì không biết là sẽ tốn như thế nào đây. Tôi vẫn còn mảnh để đổi này. Đợt trước tôi nghịch ngu là tôi quay để lấy mảnh để tôi thử xem tôi để đổi được cái huy chương này không. Tức là một cái huy chương này đổi được một chiếc xe ấy. Nhưng mà tôi thấy là hơi ngu nha bạn, hơi sai. Rồi, chúng ta sẽ thử nhá. Thì không biết là các bạn đã ai đập thử chưa? Các bạn tốn nhiều không? Bình thường quay đến siêu xe tốn lắm nha bạn. Không thể nào mà không tốn được. Uầy, sao tôi thấy cái đường chạy nó dài thế? Mấy cái kiểu mà đường chạy dài này là rất là tốn đấy nha mọi người. Ô kìa. Rồi. Khoảng đến móc thứ 3 là 500 một phát thì phải. Ui dồi ôi. Trời ơi. Vâng, càng móc càng cao thì càng đau thận. Ui, cố lên, lên, ở kìa, lên, ui rồi ôi, trời ơi, lên, rồi, phát cuối này, lên luôn này, móc 6 là được 2 bộ đồ, 1 trong 2, lên, ui, trời ơi, lên. Cái đệt cay thế nhở. Ui, lên được 2. Lên cuối luôn ạ, bác Cần Nổi. Ủa, tôi tính lấy một mảnh nữa mà. Ơ kìa, kỳ thế. Bác rồi thật. Eo ơi, người ta lấy có 1 mảnh thôi, bây giờ cho 2 mảnh thì kiểu gì đây? Ảo thật đấy. Tôi định biết như nào nhá, hơi bị tốn luôn ý. Tốn vét cả lái luôn. Nhưng mà tôi lấy 1 mảnh nữa mà. Bây giờ cho 2 mảnh thì kiểu gì bây giờ? Chả nhẽ đập thêm để lấy con cao nhất à? Tôi định biết là phải như thế nên như nào đây. Bắt đầu phân vân rồi đấy. Cái này chắc chắn game lừa rồi. Bảo đập lấy 1 mảnh thôi, thế đó là cho 2 mảnh. Bây giờ phải đập thêm 1 mảnh nữa để lấy con 3 vé à? Nghĩ. Không, tôi vẫn nhất quyết là tôi phải lấy một con một vé. Tại vì tôi đã đặt mục tiêu lúc đầu là tôi chỉ đập lấy đúng một con này thôi đúng không? Được rồi, có tặng này. À, được. Hay là tôi tặng cho người khác nhỉ? À, thôi, thế tôi sẽ lấy con một vé này. Còn vé còn lại thì tôi sẽ bán. Ừ, hợp lý. Ôi, bán lấy tiền hợp lý này. Kết bạn lâu hơn 72 giờ. Hiệp lực phải trên 50. Cấp nhân vật phải cao hơn 10. Được. Khi mà tặng cái này thì đấy, theo cái yêu cầu ở bên dưới này, bên góc trái màn hình này các bạn có thể đọc nhá. Rồi, tôi sẽ lấy con màu xanh nhá. Con màu này nhìn củ chuối lắm, nhìn nó chuối vách cả đái nha bạn. Chắc là ra bên ngoài. Đây là tôi bật mắc đồ họa nhá. Cái này mà đồ họa xấu xấu chắc là nhìn đéo là gì đâu. Tôi nghĩ là con màu này vẫn là đẹp đấy nha bạn. Hợp lý. Thế đích nó ra 2 vé luôn ạ. Ảo thật đấy. Vâng, đây là con Koenigsegg One. Lấy nó nhá. Rồi, còn dư 1 vé. Bán nhá, không biết bán bao nhiêu nhỉ? Chia đôi thôi đúng không? để xem bán bao nhiêu. À, shop tôi có bán ạc nhá, anh em có thể liên hệ shop tôi, shop của tôi để mua, link bên dưới phần mô tả video. Mua ạc nhá, còn mua vé này thì các bạn cứ inbox tôi trả giá thôi, ai trả được giá thì tôi bán. Ê nhá anh em, ai mua vé này thì inbox tôi. Thực ra siêu xe lấy con một vé này được rồi, còn tham lấy con 3 vé làm gì, nó có đẹp đâu. Mà tôi thấy đây siêu xe của tôi rất là nhiều. Đây, con 4 chỗ này tôi thiếu một con Lamborghini, thì tôi sẽ thay thế vào con McLaren. Đây, con này thì nó hơi xấu một tí, nhưng mà có nhiều người lại thích nha. Có nhiều người lại thích con McLaren này, nó kiểu tiếng nó nghe hay ý. Vậy kiểu mọi người nhìn con này bảo đẹp. Chắc nó đẹp hay sao, nó đẹp thật hay sao tôi không biết nữa. Còn con này thì được, nói chung là nó không khác gì với lại con này, đúng không? Có khi con này đẹp hơn ấy, đúng, tôi nghĩ vậy. Nói chung là cái này nó mở bán lại thôi, và sau đó thì kiểu nó thêm một chiếc để cho nó hay hay. À, tôi nhớ là bên bản quốc tế hình như nó có con cực phẩm nữa đúng không? Sao bên bản Việt Nam lại không có nhỉ? Điều thế không biết được. Ừ, không có này. Không biết là xem con cực phẩm ở đâu. Có một con cực phẩm nữa. Sao bản Việt Nam mình cúi nhỉ? Lần nào nó cũng chả có con cực phẩm, hơi tiếc. Hay là mình không biết là nó nằm ở đâu nhỉ? Tôi mò nhiều lắm rồi đấy. Nãy giờ tôi ngồi tôi mò cái này, tôi dừng video để tôi ngồi tôi mò xem là nó nằm ở đâu. Nhưng mà tôi đích biết được là nó có thể nằm được ở đâu được ạ. Và thôi. Lúc nãy là 37k UC đúng không? Bây giờ còn 10k, tôi tốn hết 27k UC là bao tiền đã. Từ từ để tôi ra hỏi người yêu tôi xem tôi tốn hết bao tiền đã. Nói chung là khá là đau thận anh em ạ. Nạp vào 37k kinh dị. Thôi, nói chung là thế nhá anh em nhá. Bye bye. Hẹn lại các bạn trong những video lần sau. Các bạn thấy thích thì nhớ like video của mình nhá, và các bạn muốn mua vé của mình để mình gỡ lại chút tiền thì các bạn hãy liên hệ sang cái shop của mình nhá. Mình để link bên dưới mô tả video. Cảm ơn các bạn. Bye bye. Thế anh em thì sau một hồi không biết là như nào, tôi ra hỏi người yêu tôi thì tôi quyết định là tặng cho người yêu tôi. Thôi không bán nữa nhá anh em, đừng có liên hệ nhá. Thì tôi sẽ tặng cho người yêu tôi luôn. Và sau khi tặng sẽ không thể thu hồi. Đấy, tặng luôn. Và tặng đúng con một xanh. Ok, thì đấy á, tôi sẽ kết thúc video tại đây. Bye bye anh em nhá. Bye bye, bye bye.